chơi bất cứ game gì hết. Chẳng chỉ có ngồi ăn hành Ninja Gaiden thôi. Ăn tới khi nào mà có một ngày đẹp trời nhá. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Chết mẹ rồi, Rio bị rớt xuống rồi. Đưa cô gái đi, cô ta sẽ trở thành một biến tới. Oh my god.